Mình Vũ Bí Kíp nè. Hello mọi người, hôm nay có bạn nào bóc thăm ra được thằng câu cá mập cơ khí không? Ôi trời ơi, giả viết cho mọi người nha. Video hồi sáng thì cũng đã đạt 1000 like rồi các bạn ơi. Ngày mai thì mình sẽ chốt cái mini game tặng gói lá cây này cho các bạn nha. Nhớ mình để lại bình luận ở video ngày hôm sáng nha các bạn ơi. Nhớ là like video và đăng ký kênh giúp mình nè. Có cần câu rồi thì đây là bước quan trọng rồi các bạn ơi, phải tăng cấp nó lên nha. Thì hiện tại thì cần câu này chủ yếu là thông số câu cá không lội nha các bạn ơi, mới có giọng rất là đặc biệt luôn là 80% sức mạnh nha, khả năng gây chón là 10% nè. Rồi và bây giờ thì mình sẽ phải mua đá tăng cường các bạn ơi, mình hết đá tăng cường mới tiêu rồi, mình vô trường cửa hàng mới mua nha. Mình sẽ mua full đá tăng cường luôn nha mọi người. Rồi và mình mua một lần đây là 75.000 tiền sao nè, thì các bạn sẽ nhận được 1.500 nha, hơn 1.500 chứ, với lại là 30.000 ở chỗ bên này nữa, mình sẽ nhận được hơn 700 mấy ngàn đó các bạn. Rồi nói chung là nếu mà mua hết thì mình cắt được tầm gần 3.000 hay 3.000 gì đó. Ok nha, rồi nhận miễn phí luôn nè. Xem thử là mình nâng cấp lên á thì mình sẽ được càng như thế nào nha mọi người. Mình nghĩ là nếu mà hôm nay xin xịn một xíu thì mình sẽ nâng cấp lên được 1-2-3 dòng sức mạnh hoặc thành công gì đó. Ok nha. Và các bạn nhớ hàng ngày thì các bạn có thể là xem những quảng cáo miễn phí này nè để nhận đá nha mọi người. Đó, xem đây để nhận đá là nếu như bạn nào chưa biết ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cần câu của mình lên cho mọi người xem. Rồi, hiện tại thì mới đầu thì nâng cấp chỉ tốn là 5 cái đá tăng cường thôi nha mọi người. Nếu mà các bạn khóa dòng nào á thì nó sẽ tăng lên 10 ha. Và cứ thế tăng lên 20. Ui, được một dòng lực căng này cũng ok nha. Nếu như bạn nào chưa biết lực căng là gì á, thì lực căng á là lúc mà các bạn con cá nó kéo á, thì nó sẽ tăng thời gian kéo lên nha. Ví dụ như bình thường con cá nó kéo 3 giây, nếu mà các bạn không nhấp là nó hụt đúng không? Thì bây giờ ví dụ như 10% thì nó tăng lên tầm 3 giây rưỡi nha mọi người, tầm 4 giây gì đó là nó sẽ không là nó mới hụt nha. Thì kiểu kiểu vậy nha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ kiếm cái thông số là thành công hoặc là sức mạnh nha các bạn ơi. Quan trọng là hai cái dòng đó thôi nha, đã sẽ giúp cho mọi người câu lên ok luôn. Nhưng mà đặc biệt ở cái cần câu cá mập cơ khí nè, tại vì thông số mặc định nó không có là tỷ lệ câu thành công, cho nên là các bạn phải ít nhất là hai dòng thành công để tăng cái cần này nha các bạn ạ. Khi mà tăng các bạn mà sở hữu cái cần câu cá mập cơ khí hoặc là cần câu cá mới mà các bạn chế tạo, ui được một dòng rồi nè, thì các bạn cần ít nhất là hai dòng trong cái cần này nha. Mình được dòng rồi. Và hồi nãy giờ thì cũng tốn đâu đó tầm 1.000 rồi các bạn ơi. Ui, được một dòng này, nhưng mà thời gian gây chón các bạn. Thời gian gây chón không được ha. Thì 3.000 đã tăng cường, nhưng mà mình tăng 2.000 rồi, nhưng mà không có dòng nào là chí mạng, với lại là lộn, nó ra chí mạng mọi người ơi. Không có sức mạnh hoặc là thành công ha. Mình chỉ kiếm hai dòng này thôi, chắc là xuất chí mạng thì cũng ok đó mọi người. Nhưng mà mình chưa cần bây giờ. Đến kiểu dòng mà lần 4 lần 5 á thì mình để ha. Ui, sức mạnh nè. Nhưng mà dòng A các bạn ơi, thôi bỏ qua luôn ha. Mình cần dòng S sức mạnh hoàn toàn thành công thôi. Thì dòng đầu tiên thì bạn ưu tiên là thành công hoặc là sức mạnh nha. Cứ ưu tiên hai dòng này trước nha mọi người, thì cần câu của mọi người sẽ rất là mạnh. Còn với lại là lúc này thì mọi người đang tăng cường đá lên á thì nó sẽ rất là ít thôi. Còn thôi các bạn nếu mà để dòng sau thì tăng cường lên á sẽ rất là nhiều đá luôn. Biết nói mọi người hiểu không? Ui, có một dòng sức mạnh, một dòng lực cao các bạn ơi, có nên để không nhờ? Thì cũng gần hết đá rồi đó, nhưng mà nếu bây giờ tăng nữa thì cũng hên xui nha. Thôi cứ để như vậy câu tạm cho các bạn, bữa sau thì mình sẽ tích xu nhiều hơn á, tầm 10.000 xu hay 10.000 cái đá tăng cường thì mình sẽ tăng một lần các bạn. Thì mình sẽ khóa tạm đi ha. Ok, mình sẽ tăng luôn. Tăng luôn còn 4 nha. Còn mấy trăm xu nè, tăng luôn các bạn ơi. Lỡ thì mình lấy một dòng thành sức mạnh lên luôn. Sức mạnh bằng A thì mấy cái chỉ có 50 sức mạnh thôi. Nếu bằng S thì các bạn có 100 sức mạnh luôn nha. Cộng với sức mạnh mặc định của cái này là 80 là mình được 130 sức mạnh rồi đó các bạn. Thôi để vậy cũng ok nha. Để mình tăng hết xu luôn rồi mình đi câu thử cá cũng đồ. Hoặc là cá quái vật coi thử là sát thương sẽ như thế nào nha mọi người. À, được thêm một dòng sức mạnh này cũng tạm nha. Rồi khóa luôn. Tạm thôi nha các bạn. Nếu mà các bạn khóa 4 dòng nữa các bạn sẽ phải tốn 80 cái đá tăng cường để mà tăng nữa nha mọi người. Thôi mình dùng tạm cái 100 sức mạnh, 5 lực căng này với 50% cơ hội ha. Rồi, rồi mình sẽ đi bắt đầu đi câu cá quái vật với lại đi câu rương, xem thử là sức mạnh của cần câu cá mập cơ khí nha mọi người ơi. Thì hiện tại thì mình đang muốn cho cái cần này lên ít nhất là thêm một dòng thành công nữa. Thì quan trọng là các bạn tăng thì các bạn nhớ tăng cái dòng thành công nha, với lại là dòng sức mạnh nha mọi người. Nếu mà các bạn đã có hai dòng đó rồi thì các bạn có thể là thêm dòng chí mạng cũng được, hoặc là thêm mình nghĩ là ba cái dòng đó thôi. Một là ưu tiên là dành thành công nè, thứ hai là sức mạnh nè,
Nếu mà các bạn thiên về sức mạnh thì ưu tiên sức mạnh trước xong đến thành công nha. Rồi, còn các bạn có thể là thêm sát xuất chí mạng. Sát xuất chí mạng thì nó sẽ giúp cho mọi người gây ra những sát thương chí mạng. Ví dụ như bình thường các bạn câu đúng không? Khi nào mà cái máu đỏ nó giật lên á là nó sẽ tăng lên rất là nhiều máu luôn nha. Cái đó gọi là sát thương chí mạng nha mọi người. Còn bình thường các bạn máu của nó chỉ là màu vàng thôi. Còn khi nào sát thương chí mạng nó giật lên á thì nó sẽ là màu đỏ nha. Rồi, và nãy giờ câu thì chưa lên rương các bạn ơi, mình nghĩ là sắp chuẩn bị sắp có rương rồi đó. Thì rương á thì có thể là bóng 4, bóng 5, bóng 6 nha. Bóng 4 thì là rương thường, bóng 5 thì là rương cao cấp ha. Bóng 6 là rương siêu cao cấp. Cho nên là thì bây giờ các bạn đi câu mà cũng dễ gặp bóng 6 lắm luôn á. Tại vì nó cũng có thể là rương đó mọi người. Thì câu thì mọi người có thể là lọc ha. Cái bóng nào thì mà các bạn không thích thì các bạn có thể lọc nó đi. Rồi hiện tại thì chắc là ngày mai các bạn ơi, ngày mai mình sẽ nâng cấp tiếp cái càng câu của mình ha. Hiện tại thì mình có hai dòng sức mạnh là A nè, là 100 sức mạnh cộng với lại mặc định là 108. Là mình nghĩ là câu cũng ok đó, 108 sức mạnh là câu tầm cũng cỡ 108, các bạn trung bình cỡ 108 máu ha. Còn nếu mà các bạn không có dòng sức mạnh ấy, câu có được 80 máu, 100 máu thì câu rất là lâu luôn. Câu rương rồi chắc chắn là có hôm lại người ta luôn ấy mày. Cho nên là các bạn ưu tiên nha, ưu tiên là hai dòng thành công, hai dòng sức mạnh. Ui, bóng xấu các bạn ơi, bóng xấu, hy vọng là cáo với bạc các bạn ơi. Tại vì cái cặp câu này nó có thông số là tăng xuất hiện cáo với bạc và câu thành công cáo với bạc nha. Ui, nhấp một cái ăn luôn. Ui, cái cặp câu có hiệu ứng đẹp ghê đó mọi người. Cáo với bạc các bạn ơi, Monterfit nè. Cáo với bạc nha. Ui, và mình nhấp một cái là được 104 nè. Ủa, cái phát đầu là trăm mấy ta? 1.9 nè. Đó, nói chung là trung bình là cầm tầm 1.8 nha mọi người. Trong ui, đó chí mạng đó mọi người, chí mạng 1.3 đó. Và càng câu này nó cũng có thông số chón nữa, cho nên là cũng dễ bị chón nữa ha. Chón thì các bạn nhấp liên tục thì máu nó sẽ nhảy lên rất là nhiều nha. 1.6 thì cái càng câu của mình là 1.8 sức mạnh, cho nên là nó trung bình cỡ đó đó các bạn. Có khi nó nhảy 1.9, có khi 1.7, có khi 1.6, cứ trung bình thôi đó, 1.9 này thấy không. Nếu mà mình có thêm một dòng thành công nữa, một dòng chí mạng nữa á, một dòng sức mạnh nữa thì mình sẽ lên tầm 200 mấy sức mạnh cho mọi người. Ui, đó chí mạng đó mọi người, chí mạng. Ui, lên rùa các bạn ơi, trời đất ơi, mình đang cầm một con rùa Echelon vương miện nữa là mình sẽ chế được cái cặp rùa full luôn các bạn. Mình chỉ còn thiếu con rùa vương miện đó thôi, nhưng mà không, mình lên con rùa thường tiếp các bạn ơi. Nhả dí cho mọi người nha. Đó, mọi người có thấy cặp cá mập cơ khí mạnh không? Và tiết lộ gói VIP cuối tuần này các bạn ơi, thứ bảy nha. Mùa VIP mê mèo nha các bạn ơi, chúng ta sẽ có một nhân vật mới này đẹp không, dễ thương không, full đồ luôn nha các bạn ơi. Và tất nhiên là trong VIP lần này các bạn cũng sẽ có những cái túi thẻ nha. Nếu như bạn nào chưa full thẻ nè, có một cái lều ngủ rất là dễ thương luôn nha mọi người. À, gấu mèo dễ thương gì ta. Ê, hôm nay con gấu mèo nó khác biệt đúng không ta, con gấu mèo nó khác nha mọi người ơi. Gấu mèo dễ thương luôn. Đây là phương tiện nè, phương tiện là một cái hộp thú cưng mèo nha các bạn ơi. Cái này hình như là di chuyển được dưới nước luôn nha. Rồi, thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có nha mọi người. Thank you.